mừng các bạn đã quay trở lại với kênh võ thuật Mã Thanh Thịnh. Ở video chiều trước tập 1 chúng ta đã tập những cái bài tập khởi động cơ bản trước khi bước vào môn võ cổ truyền Việt Nam. Ở bài tập số 2 chúng ta đã tập những động tác nghỉ, nghiêm và chào cùng với hai động tác tấn cơ bản, đó là lập tấn và trung bình tấn. Ở video số 3 này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phần quan trọng nhất của môn võ cổ truyền Việt Nam này, đó là phần tấn pháp. Khi mà các bạn nắm chắc được phần tấn pháp này, bạn đứng đúng kỹ thuật thì bạn sẽ thực hiện các bài quyền của võ cổ truyền Việt Nam này một cách hiệu quả hơn và đẹp mắt hơn các bạn ha. Phần tấn pháp này chúng ta có hơn 10 bộ tấn nha các bạn. Ok, và không làm mất thời gian của bạn nữa, chúng ta cùng bắt đầu vào buổi tập ngày hôm nay thôi. Tấn đầu tiên sẽ là lập tấn. Lập tấn các bạn chú ý, hai chân chúng ta sẽ khép lại hình chữ V. Ta lưng thẳng, tay chúng ta sẽ đưa về phía trước, cuốn lại, kéo về hông. Hai nắm đấm của mình sẽ nằm ở bên hông nha các bạn, không có đưa về phía trước hay là về phía sau. Chú ý, nằm ở bên hông nha. Mình làm lại. Chuẩn bị. Hai chân khép lại, hai bàn chân mở ra hình chữ V, tay đưa về trước, cuốn nhẹ, kéo về hông. Rất là đơn giản. Đây là gọi là lập tấn. Lập tấn là tấn cơ bản đầu tiên khi các bạn bước vào cái môn võ cổ truyền này ha. Tiếp theo, động tác tấn số 2, đó là miêu tấn. Chúng ta cũng đứng hai bàn chân ở tư thế nghiêm, hai mũi chân mở ra hình chữ V, và chúng ta sẽ chung đầu gối xuống. Nhớ là khép đầu gối lại nha các bạn, chung xuống. Đó, đây là miêu tấn, tư thế của con mèo các bạn. Đây, làm lại. Mì miêu tấn, chung xuống. Nhớ chung thấp xuống, đừng đưa cao quá nha. Chúng ta sẽ cùng thấp xuống nha. Đây gọi là miêu tấn. Rồi, rất là đơn giản các bạn ha. Tiếp tục động tác tấn số 3, đó là chúng ta đang đứng chung mình miêu tấn thì chúng ta sẽ bước chân trái ra. Đó, gọi là trung bình tấn. Trung bình là ở giữa, không có cao mà cũng không có thấp quá. Trung bình là ở giữa. Đây, đó, góc giữa đùi và cẳng chân chúng ta sẽ là 90 độ. Hai bàn chân sẽ hướng thẳng về trước, lưng thẳng. Các bạn chú ý nha, lưng thẳng, không có chồm về trước như thế này. Rồi, chúng ta được lưng thẳng, tay nắm lên không, mắt nhìn thẳng về trước, gọi là trung bình tấn nha các bạn. Rồi, tiếp tục, chúng ta đang đứng tư thế trung bình tấn này. Động tác tiếp theo sẽ là trung tấn. Chúng ta xoay qua, xoay qua trái trước đi. Chúng ta sẽ xoay qua trái thì chân trái cong, chân phải thẳng. Ở trong phái mình nó gọi là bên trái cong như thế này, chúng ta sẽ gọi là đinh tấn trái, để cho dễ phân biệt. Rồi, đây là đinh tấn. Đinh tấn thì một chân cong và một chân thẳng, nó khác với trung bình tấn ha. Trung bình tấn là hai chân đều cong hết, còn đây là đinh tấn. Đinh tấn là một chân cong, một chân thẳng, hai mũi chân hướng về phía trước. Động tác tiếp theo là âm dương tấn. Âm dương tấn nó khác với đinh tấn ở chỗ là nó sẽ đổ người về sau và mũi chân sẽ vẫn hướng về phía trước nha. Rồi, động tác này hơi khó các bạn. Rồi, chú ý động tác tiếp theo là chảo ma tấn. Đây, đang đứng âm dương tấn, chúng ta sẽ bước hai chân vào vuông góc và đưa về phía trước, mũi chân trước nhón, mũi chân sau nằm ngang, trọng lượng cơ thể dồn về phía chân sau khoảng 80%. Ok, đó là chạm ma tấn. Tiếp theo, chúng ta đang đứng tư thế chạm ma tấn thì mình sẽ đặt bàn chân trước xuống, bước chân sau lên phía trên chân trước của mình hai đầu gối chạm vào nhau. Lúc này thì bàn chân trước sẽ nằm ngang, chân sau hơi nhón nhẹ, vai mình sẽ xoay hướng ngoài và mắt mình nhìn lên hướng phía trước. Đây là xà tấn. Nhớ là hai đầu gối chạm vào nhau và các bạn có thể thấp xuống. Tiếp theo là kim kê tấn. Kim kê tấn chúng ta sẽ đứng giống như độc tấn, co chân lên. Đây, đầu gối chúng ta sẽ đặt cao hơn eo và mũi chân chúng ta sẽ co lại. Là giống như vậy nhưng mà chúng ta duỗi mũi chân xuống thì gọi là hạt tấn, tư thế của con hạt ha. Kim kê tấn là tư thế của con gà khi mà đứng một chân. Tiếp theo là tư thế hạt tấn. Đó, duỗi chân xuống. Thì để cho các bạn dễ tập cũng như là dễ nhớ thì mình sẽ chia video này thành hai phần. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy comment ở phía dưới để mình tiếp tục có động lực làm tiếp video số 2 để hướng dẫn các bạn những động tác tấn còn lại. Chúc các bạn thành công, và nếu có ý kiến gì các bạn cứ comment với phần comment, mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn ha. Thông qua đó mình cũng học hỏi từ các bạn. Video hôm nay chúng ta đến đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại. See you soon. Ok, thì khoan đã, mình xin nói vài câu ha. Đây là video đầu tiên của mình làm về chuỗi series hướng dẫn tập luyện võ cổ truyền.
Tất nhiên là sẽ có nhiều sai sót, không thể nào hoàn hảo được, thì mong các bạn hoan hỷ bỏ qua và tiếp tục ủng hộ mình ở trong chặng đường tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Bye bye.